chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn làm đồ trang trí treo tường từ bìa cắt tông và những tờ giấy màu thủ công. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm đồ trang trí treo tường. Thì sau đây xin mời tất cả các bạn cùng mình bước vào video chi tiết. Thì ở đây để các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái tấm bìa cắt tông có kích thước là 10 cm. Và bước tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một bông hoa, sau đó thì sẽ gắn lên cái tấm bìa của mình. Ngoài ra thì các bạn cần chuẩn bị cho mình tiếp một cái hình tròn có kích thước là 7 cm như thế này. Bước đầu tiên thì các bạn cần chuẩn bị cho mình tiếp một tờ giấy màu trắng có kích thước là 4x30. Thì bây giờ mình sẽ đo kích thước cho các bạn xem. Đây là phần kích thước của tờ giấy, là một tờ A4 như thế này. Tiếp theo các bạn hãy gấp đôi tờ giấy này lại. Sau khi đã gập đôi rồi thì các bạn sẽ tiếp tục gập ngược nó lên một lần nữa. Bây giờ thì mình sẽ dùng kéo, sau đó thì cắt những cái tua cho cái phần nhụy hoa của mình. Mình sẽ làm phần nhụy hoa trước. Và cái phần bên dưới phần nhụy hoa này thì các bạn sẽ cách ra dư ra khoảng 0,5 cm. Tại vì khi mà mình gấp đôi như thế này thì cái tờ giấy của mình là 2 cm rồi. Thì cứ như vậy mình sẽ gấp. Mình sẽ cắt hết cái tờ giấy này. Và các bạn thấy là những cái tờ giấy của mình khi mà cắt như thế này là tương đối là đều nhau. Những cái sợi tua của mình rất là đều và đẹp. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cắt hết cái phần tờ giấy này. Như các bạn đã thấy là mình cũng đã cắt được 1/3 cái tờ giấy của mình rồi. Cứ như vậy thì mình sẽ cắt hết cái tờ giấy màu trắng của mình. Khi mà gấp vào bên trong này thì để mà cắt được đều nhau thì các bạn sẽ mở ra, sau đó thì cắt cái phần gấp cho nó không bị dày và khó cắt. Giờ thì mình sẽ mở ra, tiếp tục cắt cái phần bên trong. Và như vậy là mình đã cắt xong cái phần bên trong rồi. Thì bây giờ mình sẽ dùng một cái que chuyên dụng của mình. Mình sẽ cuốn nó vào để tạo thành một cái phần tua bên trong của khung hình mình của mình nhé. Mình sẽ gập nó vào để tạo thành một cái phần nhụy bên trong cho phần bông hoa của mình được đẹp hơn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một bông hoa to và những cái bông hoa hồng nhỏ. Bây giờ thì mình sẽ dùng keo để cố định cái phần tua của mình lại như thế này. Sau đó các bạn hãy dùng tay xòe cái phần nhụy của mình ra to nhất có thể. Như thế này là mình đã làm xong được một cái phần nhụy hoa. Tiếp theo là phần bông hoa. Tiếp theo ở đây các bạn cần chuẩn bị cho mình một tờ giấy màu trắng. Ở đây thì các bạn cần chuẩn bị cho mình một tờ giấy có kích thước là 5x7 cm. Bây giờ thì mình sẽ dùng một cái tờ giấy mẫu của mình, sau đó thì đặt lên cái màu xanh này, cái tờ màu trắng, và mình sẽ dùng bút chì để phác họa cái cánh hoa của mình. Sau khi phác họa xong thì mình sẽ dùng kéo để cắt theo cái đường mình đã vẽ. Mình sẽ dùng kéo để cắt theo cái nếp mình đã vẽ. Cứ như vậy thì các bạn sẽ cắt hết cái phần xung quanh này của mình theo cái hình bút chì mà mình đã vẽ. Các bạn có thể nhìn theo và các bạn sẽ vẽ để cho cái phần cánh hoa của mình được cân đối. Sau khi mình đã vẽ xong như thế này thì bây giờ các bạn sẽ dùng tay, sau đó thì bóp nhẹ cái phần cuối này để cho nó thành một cái đường gập đôi. Sau khi mình đã gập xong như thế này thì các bạn sẽ dùng kéo và cắt đôi cái phần bông hoa của mình. Bây giờ thì mình sẽ dùng keo để cố định cái phần bông hoa của mình lại. Như vậy là phần bông hoa của mình đã được hoàn thành xong. Tiếp theo thì mình sẽ dùng cái que gỗ của mình, sau đó thì vuốt cong. Mình sẽ vuốt cong cái phần cánh hoa của mình đi như thế này. Như vậy là mình đã hoàn thành xong một cái cánh hoa màu trắng. Và ở đây thì mình có chuẩn bị một cánh hoa màu đỏ có kích thước là 4x6. Và sau khi mình đã làm xong cánh hoa rồi thì mình sẽ gắn nó lên cái phần bìa cắt tông của mình. Các bạn hãy lấy cái phần bìa cắt tông có kích thước là 7 cm như thế này. Sau đó các bạn bôi keo vào cái phần màu trắng. Tiếp theo
hãy gắn cái phần cánh hoa của mình vào. Tương tự các bạn sẽ gắn làm sao cho cái phần cánh hoa của mình nó được, nó sẽ chạm vào nhau như thế này. Mình đã gắn được 3 cánh hoa rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục gắn đến những cái cánh hoa còn lại. Khi mà gắn cái các bạn gắn thì các bạn sẽ cái phần xòe này thì tạo ra được một cái bông hoa tương rất là đẹp mắt. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục gắn đến cái phần que tiếp theo, cái phần những cánh hoa tiếp theo. Và đây là cái cánh hoa cuối cùng của mình. Bây giờ thì mình sẽ cố định cái phần cánh hoa này lên cái phần bìa cuối cùng của mình như thế này. Và như thế này là mình đã gắn xong được bông hoa màu hồng, màu trắng rồi. Tiếp theo là lớp thứ hai là những bông hoa màu đỏ này. Mình sẽ gắn so le với cái bông hoa màu trắng bên trong. Mình sẽ gắn, cũng sẽ gắn, nó sẽ chạm vào với nhau khoảng chừng là 0,5 cm như thế này. Tiếp theo, phần bông hoa màu trắng thì mình đã sử dụng đó là 7 cái lá hoa của mình. Còn đối với cái màu đỏ này thì mình sẽ sử dụng 9 cái. Mình đã gắn được cả những cái lá hoa tiếp nhỏ tiếp theo vào cái phần khung hình bên trong của mình rồi. Và đây là cái lá hoa cuối cùng mình gắn vào cái phần bìa của mình, thì các bạn sẽ gắn cái phần cánh hoa này của mình vào bên trong như thế này. Sau khi mình đã gắn xong được cái phần những cái bông hoa màu đó thì mình sẽ gắn cái phần nhụy của mình vào chính giữa như thế này nhá. Mình sẽ bôi keo vào cái phần nhụy trắng của mình. Sau đó mình sẽ gắn cái phần bông hoa nhụy của mình màu trắng vào bên trong. Như vậy là mình đã hoàn thành xong một cái bông hoa màu trắng kết hợp với màu đỏ như thế này. Bước tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm những bông hoa tiếp theo. Ở đây các bạn cần chuẩn bị cho mình một tờ giấy có kích thước là 6 cm như thế này. Mình sẽ gập chéo tờ giấy này lại. Sau đó mình sẽ gập đôi và lật ngược hai đầu của tờ giấy. Mình sẽ tiếp tục gập một lần nữa và cắt bỏ cái phần dư này đi. Bây giờ thì mình sẽ dùng bút chì để phác họa cánh hoa. Và đây là cánh hoa của mình đã được phác họa xong. Thì mình sẽ bắt đầu dùng kéo và cắt theo những cái đường mình đã vẽ. Và đây là cái bông hoa mà mình đã được cắt xong. Đây là bông hoa 8 cánh. Tiếp theo các bạn hãy cắt. Mình sẽ dùng kéo để cắt bỏ đi một cánh hoa. Tiếp theo mình sẽ cắt tiếp một cánh hoa nữa. Mình sẽ dùng keo để cố định cái phần cánh hoa này của mình lại. Và bây giờ thì mình sẽ dùng một cái que để làm cong cái cánh hoa của mình. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm cong. Mình sẽ uốn cong từng cái cánh hoa một như thế này để bông hoa của mình sẽ trở nên đẹp hơn. Tiếp theo thì ở đây mình có chuẩn bị thêm một bông hoa nhỏ nữa có kích thước là 5 x 5, thì bây giờ mình sẽ dùng keo để cố định cái phần bông hoa đỏ của mình vào chính giữa bông hoa trắng. Như thế này. Để bông hoa của mình đẹp hơn nữa thì mình sẽ dùng một cái hạt xốp để gắn vào chính giữa bông hoa này. Đây là hạt xốp của mình thì mình sẽ bôi keo vào, sau đó thì gắn vào chính giữa bông hoa này. Và như vậy là bông hoa của mình đã được hoàn thành xong. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm những chiếc lá. Ở đây thì các bạn cần chuẩn bị cho mình một tờ giấy nhỏ như thế này, sau đó thì sẽ gập đôi lại. Và mình sẽ vẽ hình chiếc lá. Sau
sau khi mình đã vẽ xong hình chiếc lá thì bây giờ mình sẽ cắt theo cái nếp mà mình đã vẽ. Như thế này là mình đã hoàn thành xong một chiếc lá rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang bước tiếp theo là làm những cái que. Tiếp theo các bạn cần chuẩn bị cho mình những cái tờ giấy màu như thế này. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái que chuyên dụng của mình, sau đó thì đặt cái que vào cái tờ giấy và sẽ quấn cái tờ giấy này theo cái que của mình. Tiếp theo thì các bạn hãy rút cái que ra và bắt đầu gắn. Sau đó thì sẽ đính cái que lại như thế này. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu dùng kéo để cắt bỏ đi hai cái đầu này của que. Và sau khi mà mình đã làm xong một cái que như thế này thì các bạn sẽ làm cho cái phần đầu này của mình nó được bẹp đi một chút xíu và các bạn sẽ bôi một lớp keo vào. Tiếp theo thì hãy gắn cái phần bông hoa mà các bạn đã làm vào cái que này. Bây giờ thì các bạn sẽ giữ một lát để cho nó cố định lại. Sau khi keo đã cố định rồi thì bây giờ mình sẽ dùng những cái lá cây này của mình, sau đó thì gắn lên cái phần que của mình nhé. Đầu tiên thì mình sẽ bôi keo vào cái lá thứ nhất, sau đó mình sẽ gắn chéo sang như thế này. Tiếp theo ở đây thì mình sẽ cần 6 chiếc lá để gắn lên cái que này. Tiếp theo bên này mình cũng sẽ gắn như vậy. Mình sẽ gắn dày cái phần lá này của mình một chút xíu. Và đây là cái hai cái lá cuối cùng. Và như thế này là mình đã có những cái que như thế để trang trí lên phần khung hình của mình rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Ở đây các bạn cũng sẽ chuẩn bị cho mình một tờ giấy màu trắng có kích thước là 3x4x5 như thế này. Các bạn sẽ gập đôi lại. Ở đây thì mình sẽ chuẩn bị một cái hình trái tim mẫu. Sau đó sẽ vẽ cái hình trái tim mẫu này. Vẽ đặt cái hình trái tim mẫu lên tờ giấy và sẽ dùng bút chì để phác họa cái hình trái tim này. Và đây là cái hình trái tim của mình. Mình sẽ dùng kéo để cắt theo cái đường mà mình đã vẽ. Và đây là hình trái tim mình đã hoàn thành xong. Thì ở đây mình có chuẩn bị một cái hình trái tim màu đỏ nhỏ hơn. Thì các bạn sẽ lật ngược cái đầu của cái màu trắng lại, sau đó thì bôi một lớp keo lên cái hình trái tim màu đỏ và gắn vào chính giữa. Mình sẽ gắn vào chính giữa cái hình trái tim màu trắng như thế này. Như vậy là mình đã hoàn thành xong hình trái tim. Thì ở đây các bạn có thể chuẩn bị cho mình một cái que có kích thước là 9cm như thế này. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu gắn cái phần hình trái tim này của mình vào cái que. Mình sẽ gắn cái phần ở đế dưới. Và như vậy là mình đã hoàn thành xong một cái que có gắn hình trái tim lên. Sau khi mình đã làm xong tất cả các bước rồi thì bây giờ mình sẽ gắn những cái phần que đấy lên bìa cắt tông to nhất của mình. Các bạn hãy chia đôi cái phần tờ giấy này, cái phần hình trái tim của hình tròn của mình ra. Sau đó thì bắt đầu gắn lần lượt những cái que này vào. Đầu tiên thì mình sẽ bôi keo vào cái que này trước. Sau đó sẽ gắn vào cái bìa cắt tông của mình như thế này. Các bạn sẽ gắn cho cái que của mình lùi vào khoảng 1cm. Bây giờ thì mình sẽ gắn đối xứng cái phần que của mình. Tiếp theo là các bạn sẽ gắn vào giữa. Để mình chia khoảng cách làm sao cho cái phần que của mình được gắn đều nhất. Bây giờ thì mình sẽ gắn tiếp. Mình sẽ gắn vào chính giữa của hai cái hình trái tim này. Như vậy là mình đã gắn được 5 cái que lên rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu gắn vào những cái phần nhỏ này. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu gắn những cái phần que này lên. Mình sẽ gắn làm sao cho những cái que này của mình nó bằng nhau.
Tiếp theo, mỗi cái phần ô nhỏ như thế là mình sẽ gắn hai cái hình trái tim của mình lên nhé. Và như thế này là mình đã gắn xong tất cả những cái hình trái tim của mình lên như thế này, là rất là đều nhau rồi. Ở đây thì mình đã sử dụng tổng cộng là 13 cái phần hình trái tim. Tiếp theo là mình sẽ gắn đến những cái bông hoa vào. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành gắn những cái phần que này của mình vào. Bây giờ mình sẽ bôi keo vào cái phần que này trước như thế này. Tiếp theo là những cái que ngắn hơn. Ở đây thì mình sẽ gắn theo cái hình bậc thang nhé. Đó là mình sẽ gắn làm sao cho những cái que này của mình nó có kích thước ngắn hơn như thế này. Ở đây thì mình đã sử dụng 5 cái que để gắn lên cái khung hình của mình. Tương tự, đây là những cái que ngắn tiếp theo. Mình sẽ tiếp tục gắn vào. Và các bạn thấy là khi mình gắn những cái này thì cái que của mình tương gắn là tương đối là gắn theo hình bậc thang như thế này. Và bước cuối cùng thì các bạn hãy gắn cái phần bông hoa của mình vào chính giữa. Thì mình sẽ bôi keo vào cái phần bông hoa này và gắn vào chính giữa của phần bìa cắt tông. Và đây là tác phẩm treo tường của mình ngày hôm nay. Đây là một tác phẩm treo tường được mình làm từ những cái bông hoa và những cái hình trái tim rất là nhỏ. Màu chủ đạo của phần bức tranh treo tường của mình ngày hôm nay đó là màu đỏ và màu trắng, để tạo thành một cái bức tranh treo tường thật là độc đáo như thế này. Và các bạn có thể thay thế màu vào đấy. Thì video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video này thì hãy cho mình xin một like, một share và một subscribe để mình có động lực cho những video hay hơn và những ý tưởng tốt hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.